Những cái lợi ích khi mà các bác phủ gầm xe ô tô, lợi ích thứ nhất phải kể đến đó là nó sẽ làm cái hạn chế cái quá trình oxy hóa và làm cái rỉ cái gầm xe, đặc biệt là các bác mà di chuyển xe vào trời mưa hoặc là đi vào những cung đường mà đá bắn nhiều. Khi mà có những cái vết xước ở gầm xe sau này nó sẽ bị oxy hóa và nó rỉ sét các bác nhé. Lợi ích thứ hai khi các bác phủ gầm xe là bởi vì khi mà các bác phủ gầm này thì các bác sẽ thêm cái lớp phủ là cao su non, nên là khi mà các bác di chuyển thì nó sẽ hạn chế được cái nhiệt hấp thụ từ cái mặt đường lên khi mà các bác di chuyển vào trời nóng này. Thứ ba nữa, nó sẽ làm giảm được cái cách âm một phần nào đấy các bác nhé. Bởi vì khi mà mình tráng một lớp cao su non ở dưới gầm xe, khi mà có đá văng nó bắn vào ấy, thì nó sẽ làm giảm được cái tiếng cọ vào gầm xe này. Đó. Và tiếp nữa thì nó sẽ làm tăng được cái tuổi thọ của xe. Và cái quy trình phủ gầm tại Akala thì thứ nhất đó là khi mà xe các bác có thể là xe mới tinh về hoặc là xe các bác đã sử dụng qua một vài năm rồi, thì các bác qua bên em thì bên em sẽ vệ sinh sạch sẽ gầm xe và tháo những cái khu vực mà mình cần phủ này, và che chắn hết toàn bộ bên ngoài cái vị trí mà mình không sơn phủ đến, và có thể là khi mà quá trình phủ thì có thể nó gây bắn và làm bẩn những cái vè nhựa như này các bác nhé. Sau khi đấy thì sẽ lên cầu và xì khô. Sau khi xì khô thì bên em sẽ sử dụng mà cái súng chuyên dụng để bắn này. Đó. Các bác có thể thấy nó rất là đều đúng không ạ? Mình sẽ sơn lót và sơn ngoài. Nó tùy theo các bác lựa chọn là mình phủ bao nhiêu lớp. Tùy theo gói thì mình có thể lựa chọn cho xe của mình. Và sau khi phủ thì sẽ chờ khoảng 5 đến 6 tiếng để nó khô hẳn hoàn toàn. Anh em nào cần một cái địa chỉ độ xe, nâng cấp xe uy tín thì hãy tới Akala anh em nhá.